Hồng Anh Nhi cố lên, hát nhau. Hồng Anh Nhi cố lên, hey 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 hey. Anh Thành, anh còn không giúp bọn em, đứng đấy mà cổ vũ à? Anh được, để anh. Anh Thành. Em trượt chân, anh ấy, cho em tua ngược lại được không? Nhận với bọn tao. Anh à, anh để em ra ngoài, nhớ mất công, anh lại chặt chúng em. Rồi, mọi người đánh tiếp đi nào. Hai bên, đánh nhau đi. Hai bên, đánh nhau đi. Đúng là anh Thành ngáo à? Thôi Nhi. Lũ tiểu yêu này thật là vô dụng. Không phải Nhi, lũ yêu quá lì rồi đấy, kết liễu chúng luôn. Vẫn còn trụ được à? Được, không phải Nhi. Để anh tiêu diệt bọn chúng nhờ. Trung chuối, cho ta mượn sức mạnh. Triệu sức mạnh trung chuối. Bằng không. Nối để anh Thành. Đấy, bọn chúng chạy mất rồi kìa. Chúng mày đánh mãi thì chả sao, anh vừa ra tay một cái bọn chúng chạy như rẽ cả tóc. Anh chỉ toàn phá hỏng chuyện thôi. Anh ra tay giúp chứ mà, sao bọn này vẫn không công nhận mình có sức mạnh to lớn nhỉ? Nope. Ê, ê, đợi anh với. Chủ nhân, các người cũng là một lũ vô dụng. Thưa chủ nhân, bọn chúng quá mạnh, bọn em không thể làm gì được ạ. Mà lại có lôi đỉnh sấm sét, có một tên ngáo ạ. Ta vừa đi ăn trộm được bảo bối này, cầm lấy và hãy đi tiêu diệt bọn chúng. Chủ nhân ơi, đây là cái gì đấy ạ? Đây là chiếc máy ảnh hút hồn. Hút hồn. Bất kỳ kẻ nào lọt vào ống kính sẽ biến thành con rối của các người. Wow, thật là lợi hại. Chủ nhân, chúng em đi ngay ạ. Phong ấn. Thả ta ra. Người đã làm quá nhiều việc xấu. Hôm nay ta sẽ hút linh hồn của ngươi để trở thành thần thú trên thiên giới. Nhờ, hãy mau thả ta ra. Máy ảnh hút hồn. Quái lạ, bảo bối của mình đâu rồi? Ngươi sẽ không thu phục được ta đâu. Ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ quay lại thu phục ngươi. Bọn ta sẽ đâu? Ra đây, để ta chụp cho các ngươi mấy kiểu ảnh. Này. Sao đây? Mày cũng muốn chụp à? Đưa tao chụp cho. Tao bị làm sao đấy? Mày nghĩ chúng nó ngu hay sao mà đứng im cho mày chụp? Thế đi làm thế nào? Với cái hình dạng yêu quái này ấy, chúng nó không cho mình chụp đâu. Bây giờ ấy, tao với mày hóa trang thành người chụp ảnh. Thợ chụp ảnh à? Thế thì tao lại có cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia. Ok luôn. Ok. Đấy, nó phải như thế này. Nhìn chuyên nghiệp hết nhỉ? Ai chụp ảnh đây? Này hai đứa ơi. Anh gọi bọn em cái gì? Nhanh lên, chúng ta còn đến Thiên Vũ Sơn đấy. Ồ thế hai đứa không thấy anh ngầu à? Nope. Sử dụng sức mạnh của người khác chả có gì là ngầu cả. Anh ít sử dụng lại đi. Với cả sức khỏe của anh yếu, có ngày tổng hoàn chấm ma đấy. Đúng rồi đấy. Thì thằng chúng cho ta mượn thì tao cứ sử dụng thôi. Thì biết là như thế, nhưng chúng ta chỉ dùng trong trường hợp cấp bách thôi. Chứ lúc nào anh cũng mang ra sử dụng như thế, đến lúc bị tàu hỏa nhập ma nhá, bọn em không cứu được đâu. Biết rồi, mày cứ như mẹ anh. Đi. Chụp ảnh giá rẻ kìa. Anh mình nên làm kiểu đi. Này, anh không thấy lạ à? Nope. Tự nhiên ở nơi hoang vu thế này, làm sao lại có thợ chụp ảnh được? Trời ơi, mày không chụp, chỉ để anh chụp. Ok, anh chào anh. Anh ơi, chụp ảnh giá rẻ anh. Đúng rồi, miễn phí à? Hay là như nào ấy? Miễn phí à? Miễn phí luôn. Ê, bọn anh mất tiền mua máy ảnh để bọn anh thu lại ít vốn cho em. Bọn anh lấy rẻ thôi. Anh Thành, em thấy bọn họ cứ làm sao ấy. Tốt nhất là chúng ta nên đề phòng. Trời ơi,
chúng mày cứ lo xa, người ta đi chụp ảnh cũng phải ăn mặc phong cách tí chứ. Anh ơi, bao nhiêu tiền một tấm đấy anh? Hôm nay bọn anh mở hàng đấy, cho nên sao le lớn chụp 10 lấy tiền một em ạ. Đúng rồi, lấy tiền một thôi đấy, thấy chưa, họ chụp rẻ như thế mà họ chụp 10 chỉ lấy một thôi. Ôi trời ơi, anh Cảnh luôn. Còn hai em kia vào chụp với bạn này thì anh lấy tiền mình bạn này thôi, hai em free. Đúng rồi. Không, chúng tôi không chụp. Anh Thành, mau lại đây để đi thôi. Ui ơi, chúng mày không phải lo, anh có sức mạnh của anh Trung mà, không phải sợ đâu. Cứ đi chứ đi. Anh Thành, đừng có ham chơi nữa, mau đi thôi. Na Cha ơi, ta nghĩ là thôi, hay chúng ta đi trước đi. Thành Ngáo có sức mạnh của Trung Chuối, không dễ bị bắt nạt đâu. Thôi được rồi, anh Thành ơi, bọn em đợi ở ngã ba đằng kia nhá, anh nhanh lên. Tí nữa anh đi theo. Anh vào việc luôn. Chào dáng đi. Ok chưa? Này này, không bắt được cả đám thì bắt được đứa một. Em ơi, tao dáng cái gì nó ngầu lên em. Dáng nó hơi hẹn đấy. Hẹn à? Ngầu à? Ngầu loại lên nhá. Ngầu lên. Nào, bắt đầu. Được rồi, dễ mà. Đủ ngầu cho anh ơi. Được chưa, được chưa? Được đấy. Nào, chuẩn bị 2, 3, chụp. Này này, cái nhiều tác dụng rồi đấy. Cho mặt đấy nhờ. Được luôn. Thành Ngáo. Dạ, thưa chủ nhân. Chiếc máy ảnh này được việc đấy. Hãy tiêu diệt hết bọn chúng đi. Chỉ có thể là con chuột tinh đã ăn trộm máy ảnh của mình thôi. Nhưng vấn đề là nó đi đâu rồi nhở? Này Na Cha ơi, sao Thành Ngáo chụp ảnh gì mà lâu thế? Đấy, tớ biết ngay mà. Có khi nào anh Thành gặp nguy hiểm không? Có khi là như thế rồi. Hay bây giờ chúng ta quay lại đi. Trời, anh Thành. Chúng mình đi thôi. Anh làm cái gì mà lâu thế? Để bọn em lo ấy. Mà thôi, Thành Ngáo về rồi thì chúng ta đi đi. Đi, đi thôi Thành Ngáo. Na Cha, Hồng Hải Nhi. Anh Thành, anh làm cái gì vậy? Làm gì à? Bây giờ ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Anh Thành bị khống chế rồi. Lôi đỉnh. Được đấy. Này, thằng này trông ngáo ngáo như vậy mà khỏe phết nhỉ. Xem tiếp đi. Không được rồi, anh Thành sử dụng sức mạnh của anh Trung, mạnh quá. Na Cha, cậu cố lên, tớ với cậu sẽ áp chế Thành Ngáo. Ta sẽ tiêu diệt các người. Nhìn nhìn. Sao rồi? Nào, hành động. Đưa đi, đưa lại đi. Này, chụp đi. Không chụp được, bọn nó di chuyển để chụp sao được. Đi bỏ đi mày đi. Dung người một tay. Rồi. Này, hả? Nhân cơ hội, chụp ảnh bọn nó đi. Được, để tao. Mày cười lên đi. Cười nhé. Na Cha, Hồng Hải Nhi. Thượng Viên, sao cô lại ở đây? Chiếc máy ảnh này là của ta, ta đến đây để đòi lại nó. Thì ra là vậy, cảm ơn cô. Nhưng mà anh Thành của ta đã bị thôi miên rồi. Thượng Tiên có thể giúp ta được không? Được. Ô, lại có tên chuyện đồ ảnh à? Ô, lại là nữ nữa cơ. Nữ cái gì mà nữ? Anh Thành, qua đây. Ô, hai anh này ngủ gần đến bao giờ nhỉ? Lúc. Mệt quá, đổi cả thợ rồi. Chị chó. Đi qua đây. Đi qua đây.
Cảm ơn cô. Chúng tôi đi đây. Đi đâu? Đang chụp ảnh mà. Đi nhanh lên. Quá to thế. Vẫn còn có chuột tinh nữa.